Mày có đang thấy cái mà tao đang nhìn thấy không mèo? Có, cái mà mày đang nhìn thấy cũng là cái mà tao đang nhìn thấy. Vậy cái mà mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy mèo? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy, cái mà tao đang nhìn thấy mày nhìn thấy nó. Nhưng mà ý tao hỏi là mày nhìn thấy tao nhìn thấy nó là cái gì? À, nó là một thứ rất nhanh gọn và lẹ. Có phải mày nhìn thấy nó giống tao nhìn thấy nó hay không? Thì tao biết là mày nhìn thấy tao thấy nó rồi. Nhưng mà ý tao hỏi nó là cái giống gì? Hình như nó là cái giống cũng giống giống tao, nhưng có vẻ nó nhỏ và đỡ nhanh hơn tao mày ơi. Mày có thấy nó giống tao không? Mày thấy tao đang đứng tướng như thế nào vậy mèo? Sàn chuẩn phải không? Không, tao đang đứng đực ra đó. Tao với mày cùng nhìn thấy nó. Mà tao hỏi mày nó là cái giống gì mà mày trả lời vòng vòng với mèo? Tao trả lời thẳng chạc từ nãy giờ chứ có lòng vòng gì đâu mày. Mà đúng là mày có thấy nó giống tao không? Hỏi mày thà tao hỏi thằng khỉ sướng hơn. Có phải nó là một loài có mắt, có mũi, có miệng, có mông phải không? Cái mông của nó là mông lép hay là mông chắc? Nếu như nó là mông chắc thì nó là con heo. Còn nếu như cái mông của nó lép xẹp thì chắc là nó là giống tao. Nó là không con khỉ á, con khỉ. Còn nếu như nó không có mông á thì chắc chắn nó là con rắn. Còn nếu như mà nó không có mông mà nó có chân thì nó là con rít, là con rít á. Tụi bay biết con rít không? Mà tụi bay nhìn kỹ coi con đó nó có vú không? Nếu như nó có vú thì chắc chắn nó là con người. Bởi vì con người là một giống loài có vú rất là bự. Không có con nào mà nó bự bằng con người hết. Thậm chí còn có những người